Xin chào anh, em là Tất Cả, ở Hà Nội, mình là Nhật Audio. Hiện tại thì Nhật đang test cặp loa Tannoy mà anh đặt trước khi giao hàng cho anh. Đây, và hiện tại thì Nhật đang chơi với âm ly của Marantz. Đây, Nhật bắt đầu test luôn. Volume. Đây, loa trái là 2 âm. Đây, loa phải đang hát. Đây, và hiện tại thì Nhật đang đóng thùng. Đây, đóng thùng xốp luôn. Đây, hai lớp. Đây, kèm thêm giấy, thêm mút, các thứ. Đây, cho chắc chắn luôn. Đây, cho anh em chơi yên tâm. Đây, lớp giấy, lớp xốp, giấy báo, thùng xốp cực kỳ dày và chắc chắn. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu giao cặp loa ra bị xe bút.